Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Trump đã công bố tên của ứng viên được ông đề cử cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện, thẩm phán Neil Gorsuch, 49 tuổi. Nếu được thông qua, ông Gorsuch có thể trở thành vị thẩm phán tối cao pháp viện trẻ nhất trong lịch sử, kém vị thẩm phán ít tuổi nhất thời điểm hiện tại, bà Elena Kagan, 7 tuổi. Cũng giống như người tiền nhiệm Antonin Scalia, ông Gorsuch là người kiên quyết chống nạo phá thai, ủng hộ quyền sử dụng súng và tự do tôn giáo, nhưng lại phản đối các chương trình chống kỳ thị. Phản ứng trước đề cử của ông Trump, mạng lưới hành động quốc gia đã dẫn đầu các cuộc biểu tình bên ngoài tháp Trump tại New York, cũng như trước tư gia của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, kêu gọi các nhà lập pháp dân chủ chống lại hoặc trì hoãn đề cử này. Một vài người biểu tình đã bị bắt. Trong một vụ việc được cho là tấn công ngẫu nhiên, ba người đã bị đâm tại nhà hàng Jack in the Box trên đại lộ Sunset, Hollywood, California. Cảnh sát đã bắn chết kẻ tấn công. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.